Trước thông tin này, tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa đã lập tức phản bác. Theo vị tiến sĩ này, thì hiện chưa có bất kỳ công bố hay công trình khoa học tại Việt Nam và trên thế giới nghiên cứu có liên quan tới những ảnh hưởng của chất tăng trưởng có thể tác động lên các loại cây có củ, mà nó chỉ có tác động trên các loại cây ăn lá. Điều này có nghĩa thông tin khoai lang của người dân Gia Lai có chất tăng trưởng ảnh hưởng tới người tiêu dùng là không có cơ sở khoa học. Giả sử họ có sử dụng chất điều hòa sinh trưởng thì nó cũng chỉ ở cái giai đoạn mà chuyển tiếp giữa cái pha sinh trưởng dinh dưỡng với pha sinh trưởng sinh thực, người ta muốn ức chế không cho nó phát triển mạnh nữa để cho nó dễ ra rễ nhiều hơn, có tỷ lệ rễ củ cao hơn, thì ở cái giai đoạn đó so với thời gian cách ly thì chắc chắn không bảo vẫn bảo đảm an toàn, bởi vì thuốc bảo vệ thực vật người ta còn có thời gian cách ly, huống hồ chất điều hòa sinh trưởng thì nó phân hủy rất nhanh thì không thể có tồn dư được, chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn. Mặt khác, theo các chuyên gia, giá bán của các chất tăng trưởng thậm chí có giá cao hơn rất nhiều so với giá thành của các loại cây có củ, nên việc người dân sử dụng chất tăng trưởng để bón cho cây có củ cũng khó khả thi. Thường những cái giá bán cây có củ chúng ta thấy ngoài những cây rau cao cấp ra như củ dền, cà rốt, củ cải các thứ thì nó còn giá cao, còn khoai lang, khoai mì, những đấy thì người ta thấy một cái gì tác động lên mà để giá thành nó lên. Ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai nhìn nhận, sở dĩ khoai lang Nhật bị rơi vào tình trạng vô dư và không có được đầu ra là do đơn vị thu mua xuất khẩu không đảm bảo cam kết thu mua theo hợp đồng. Đồng thời, do trước đây được giá nên người trồng đổ xô trồng đại trà, phá vỡ quy hoạch khiến giá bán xuống thấp.